đây là Quỳnh. Quỳnh là một cô gái vui tươi, trẻ trung, xinh đẹp, mỗi tội lại bị nhiều mồ hôi tay. Vì thế nên Quỳnh rất không có duyên với những điện thoại mặt lưng bằng kính. Và đây là một ví dụ. Quỳnh lo lắng, Quỳnh suy sụp, đi đâu để tìm điện thoại cho Quỳnh? Không sao, đừng lo vì đã có ai. À, ý lộn kịch bản. Không sao, đừng lo vì đã có Samsung Galaxy Z7 Cộng với thiết kế kim loại nghiền khối, ít bám vân tay. Z7 Cộng chính là chiếc điện thoại Quỳnh đang tìm kiếm. Samsung Galaxy Z7 Cộng nay đã có giá mới chỉ là 7.290.000 đồng, ít trơn trượt, khi rơi thì đỡ bị vỡ hơn. Mua đi chứ còn gì nữa. Đây tiếp tục là Quỳnh. Quỳnh đang rất bức bối, rất khó chịu vì cái gì đây trời, lại tai thỏ, lại mặt kính lưng, lại trang viên, trời ơi không thích một tí nào luôn á, trời ơi. Như các bạn thấy đấy, Quỳnh không hề thích xu hướng màn hình tai thỏ một chút nào cả. Vậy thì lựa chọn nào dành cho Quỳnh? Samsung Galaxy Z7 Cộng với màn hình Super AMOLED 5.5 inch Full HD kèm thiết kế toàn thân kim loại nay đã có giá mới chỉ 7.290.000 đồng, đặc biệt là không có tai thỏ. Đây lại là Quỳnh à, gì nữa đây? Nếu bạn thích chụp hình shop không, selfie siêu ảo diệu, hãy lựa chọn Samsung Galaxy J7 Cộng nay đã có mức giá mới chỉ 7.290.000 đồng mà thôi. Camera kép 6 không chuẩn đẹp, camera trước 16 megapixel, siêu ảo diệu, RAM 4GB, bộ nhớ trong 32GB cùng với dung lượng pin châu bò 3000mAh, thiết kế kim loại nguyên khối, vân tay nhận dạng nhanh chóng, gương mặt cũng nhận dạng nhanh chóng luôn, tất cả chỉ với 7.290.000 đồng mà thôi. Mua ngay kẹo lỡ bà con ơi. Samsung Galaxy J7 Cộng.